Xung đột Israel-Hamas ngày qua vẫn căng thẳng khi Israel tiếp tục các chiến dịch tấn công, truy quét phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, kiểm soát dải Gaza, Palestine, ở xung quanh một bệnh viện và ở trung tâm thành phố Gaza. Ngày 20 tháng 11, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, ông Daniel Hagari cho biết, lực lượng Israel đã tiến vào trung tâm thành phố Gaza sớm hơn nhiều so với dự đoán của Hamas và tiếp tục tiến công theo kế hoạch, theo đài CNN. Qua vòng vây, chúng tôi đã có động thái tấn công vào trung tâm thành phố Gaza. Đoạn này giúp chúng tôi đến được trung tâm thành phố một cách nhanh chóng, sớm hơn nhiều so với dự đoán của Hamas, người phát ngôn Daniel Hagari nói. Ông Hagari cho biết lực lượng Israel tiếp tục tiến công theo kế hoạch và cuộc chiến diễn tiến theo từng giai đoạn. Theo ông, quân Israel đang truy lùng các chiến binh Hamas ở Zeitun và Jabalia ở phía bắc Gaza và hiện đang bao vây Jabalia cũng như bắt đầu tiêu diệt Hamas ở đây. Người phát ngôn Hagari nói thêm rằng trong vài ngày qua, lực lượng Israel tiến hành các trận chiến trực diện chống lại tiểu đoàn Zeitun, một trong những tiểu đoàn trung tâm của Hamas hoạt động tại Zeitun. Ngày 20 tháng 11, lực lượng phòng vệ Israel cho biết Israel đã đáp trả tiếng súng nhắm vào lực lượng này từ trong khuôn viên bệnh viện Indonesia ở Gaza trong đêm, theo đài CNN. Israel cho biết trong đêm ngày 20 tháng 11, Hamas đã khai hỏa từ bên trong khuôn viên bệnh viện Indonesia ở Gaza về phía lực lượng Israel hoạt động bên ngoài bệnh viện. Đáp lại, lực lượng Israel nhắm thẳng vào nguồn hỏa lực của Hamas. Trước đó, cũng trong ngày 20 tháng 11, cơ quan y tế tại Gaza do Hamas điều hành cho biết 12 người đã thiệt mạng sau khi xe tăng của Israel bắn trúng bệnh viện Indonesia. Trong số những người thiệt mạng có những bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện và một nhân viên y tế. Nhà báo người Palestine Anet El Sharif lúc đó có mặt bên trong bệnh viện, nói với CNN rằng xe tăng của Israel đã hiện diện bên ngoài cổng chính của bệnh viện, cũng như các địa điểm khác gần bệnh viện. Ông nói rằng bệnh viện Indonesia đang nằm dưới làn đạn và họ đã bị mắc kẹt bên trong. Ngày 20 tháng 11, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã tấn công một trung tâm chỉ huy và các cứ điểm khác của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon để đáp trả việc nhóm này bắn tên lửa vào miền bắc Israel cùng ngày, theo tờ The Times of Israel. Lực lượng phòng vệ Israel cũng cho biết đã tấn công một đơn vị của Hezbollah đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công gần thị trấn Metula, phía bắc Israel. Theo lực lượng phòng vệ Israel, trước khi Israel hành động, còi báo động đã vang lên ở miền bắc Israel khi một tên lửa bắn từ Lebanon rơi xuống một khu vực trống gần Misgayem, Israel và một tên lửa đánh chặn của Israel đã bắn vào mục tiêu đáng ngờ. Ngày 20 tháng 11, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết quá trình đàm phán thả tự do cho các con tin bị Hamas bắt giữ tiến triển khả quan, nhưng ông từ chối cho biết các chi tiết nội dung thỏa thuận đang được bàn chốt, theo đài CNN. Ông Kirby cho biết Mỹ đang giải quyết vấn đề này với cả hai bên trong cuộc xung đột Israel-Hamas và tập trung vào việc giải cứu các công dân Mỹ. Ông Kirby từ chối bình luận về một đoạn phim mà Israel công bố cho thấy hai con tin bị Hamas chuyển qua bệnh viện El-Shifa ở Gaza vào ngày 7 tháng 10. Ngày 20 tháng 11, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Ngoại trưởng các nước Ả Rập và Hồi giáo tại Bắc Kinh bàn tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột Israel-Hamas càng sớm càng tốt, theo hãng tin AP. Trong cuộc gặp, ông Vương nói với Ngoại trưởng Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan, Indonesia, Palestine rằng việc các quan chức này bắt đầu hành trình giải quyết xung đột Israel-Hamas tại Bắc Kinh cho thấy mức độ tin tưởng lớn của các nước này đối với Trung Quốc. Trung Quốc là người bạn và là anh em tốt của các nước Ả Rập và Hồi giáo. Chúng tôi luôn bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, đồng thời ủng hộ vững chắc sự nghiệp chính nghĩa của người dân Palestine, ông Vương nói tại cuộc gặp. Trung Quốc là một người bạn và là anh em tốt của các nước Ả Rập và Hồi giáo. Chúng tôi luôn bảo vệ vững chắc các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, đồng thời ủng hộ vững chắc sự nghiệp chính nghĩa của người dân Palestine, ông Vương nói tại cuộc gặp. Trong cuộc gặp, các ngoại trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay sự leo thang quân sự ở Gaza và thúc đẩy tiến trình chính trị với mục tiêu hòa bình lâu dài, yêu cầu Israel phải chịu trách nhiệm về những tội ác đã gây ra ở Gaza và bờ Tây. Cũng trong ngày 20 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Max Mueller, hoan nghênh việc Trung Quốc đóng vai trò mang tính xây dựng ở Trung Đông sau khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp Ngoại trưởng các nước Ả Rập và Hồi giáo, theo đài CNN. Ông Mueller lưu ý rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó đã trực tiếp nói rõ quan điểm này của Mỹ trong các cuộc trò chuyện với ông Vương. Ông Mueller cũng nhấn mạnh rằng một trong những điều mà chúng tôi nghe nhiều lần từ các bên mà chúng tôi tiếp xúc trong chuyến đi vừa qua, chuyến công du Trung Đông mà ông Blinken là vai trò không thể thiếu của Mỹ trong các khía cạnh của cuộc xung đột này. Dù là việc người dân Gaza có nhận được hỗ trợ nhân đạo hay không, hay là việc ngăn chặn xung đột mở rộng,
Ông lưu ý rằng Mỹ đã đàm phán một thỏa thuận bắt đầu cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Gaza ngay sau khi cuộc xung đột bùng nổ vào ngày 7 tháng 10, và Mỹ cũng là nhà tài trợ nhân đạo lớn nhất của người dân Palestine ở Gaza.